từng nhớ từng nhớ sợ bé chờ lòng giờ bé giờ là từng chết chết chỉ bút nhớ ta là từng nhớ từng nhớ từng sư. Ờ, tại sao mà... Nó gọi là bố mẹ thì không can thiệp, nó trẻ con thích nhau thì nó tự lấy nhau. Anh với cả chỗ chị thông gia là hai anh em ruột đúng không? Vâng đúng ạ. Thế là rất là gần nhau đúng không? Gần nhau thì cái thứ hai cái của em ấy, của mình ấy thì nó bảo là mình lấy nhau, con cháu lấy nhau thì sau này mất lòng tin thì không cho nó lấy. Nhưng mà con cháu nó tự ý là tự thích nhau thì tự lấy. Nhưng mà bố mẹ không nói được. Thì cái thứ nhất là nói ra thì cái nói con cháu mình không cho lấy nhau ấy thì bố mẹ nói bảo là cái luật pháp nhà nước thì không cho lấy nhau. Nhưng mà cái ý nghĩa của trẻ con ấy thì cho lấy nhau, không cho lấy nhau thì cái thứ nhất là ăn lá ngó, thứ hai nữa là đi treo cổ, thứ ba nó là đi qua cầu, cái cầu sắt, cầu treo ấy, là nhảy cầu thì không nói được, thì bố mẹ sẽ không biết được, không biết thì lúc nào yêu nhau, nhưng mà lúc quay về bảo nhau, bảo bố mẹ là sát lấy nhau rồi mới hiểu được, mới biết được. Ở trong cái bản của mình thì có nhiều trường hợp mà anh em ruột là thông gia như nhà anh không? Không ạ. Chỉ có mỗi mình nhà anh thôi à? Vâng. À. Thế mà trong phong tục của người Mông thì cái điều đấy đã được cho phép à? À không ạ. Không, cái ngày xưa thì... Ngày xưa ấy? Ngày xưa thì vẫn cho phép nhưng mà bây giờ thì nó thay đổi. Thế bây giờ thì nhận thức của anh như thế này thì bây giờ ví dụ là có những đứa con về sau của anh chị hay là những cái đứa cháu thì anh có cho phép mà nó lấy như thế được không? Không ạ. Nó không cho cái là không đúng quy định của nhà nước. Cái thứ hai nữa là cái thay đổi cái cuộc sống lấy nhau trong quan hệ thì không cho nữa. À. Thế là đứa con đấy nhà của nhà anh thì là cũng mới được con dâu mới sinh cháu bé đúng không? Vâng. Là cháu trai hay cháu gái? Cháu trai. À, được mấy tháng rồi? Được gần năm. À, nó phát triển vẫn bình thường chưa? Vẫn bình thường. À,